Đây bắt đầu nó học cây khủng luôn quá. Quá chặt. Ở đây tí nữa là khéo. Đây các bác có thể quan sát nhé, chỗ này sáng chưa, các bác thấy chưa? Không khí sạch 100% luôn. Nếu mà không khí bẩn thì cái tờ giấy của các bác này nó sẽ bẩn luôn đúng không? Tờ giấy nó còn trắng tinh luôn. Này, các bác thấy cái lượng gió nó ra lớn không? Này. Đấy. Phải nói thực sự rất là nóng mà em bây giờ em sẽ ngồi gần đây để em cảm nhận cái khí nóng nó ra này. Hiện tại là khí nóng của nó cách xa như này rơi vào tầm độ 3 mét các bác nhá. Và khí nóng của nó rất là nóng. Chỉ gần một cái ngoài thôi, riêng một cái này thôi nó có thể cung cấp cho các bác cái sưởi ấm trong vòng tầm độ 100 mét vuông các bác nhá. Chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Trần Thành Hữu nha. Thì hôm nay em Hữu sẽ giới thiệu cho các bác một cái loại mà lò sưởi không khí sạch 100% giàu oxy, dùng để sưởi cho những cái loại mà yêu cầu cái không khí nó phải sạch 100%. Trong đó chúng ta có thể sưởi thứ nhất là cho những cái mà động vật và nó yêu cầu khí sạch 100%. Thứ hai là chúng ta sẽ dùng để sấy hoa quả rồi sấy các loại thực phẩm các bác nhé. Thứ ba là chúng ta sưởi cho con người. Để đạt được những yêu cầu khắt khe như thế này thì cái nguồn khí nóng ra đấy bắt buộc nó phải là khí giàu oxy và sạch 100%. Thì cái lò này nó sẽ đáp ứng được khắt khe cho bác những cái thứ đó. Thì các bác có thể lại gần đây để cùng với em Hữu xem là cái kết cấu cái lò này nó như thế nào và nó hoạt động ra sao để mà đáp ứng được cái tiêu chí của các bác. Thì cái lò này nó sẽ bao gồm hai buồng các bác nhé. Một cái buồng bên trong này, đây, buồng bên trong này gọi là buồng đốt, gọi là buồng nóng các bác, buồng cung cấp nhiệt. Chúng ta sẽ đốt các nguyên liệu giống như thứ nhất là chúng ta đốt bằng nhớt thải này, dầu ăn thải này, những cái thứ này chúng ta mua ở tiệm nó rất là rẻ. Thứ hai là chúng ta sẽ đốt bằng than tổ ong các bác nhé. Thứ ba là chúng ta sẽ đốt bằng củi. Thứ tư là chúng ta sẽ đốt bằng biogas. Các thứ này là những thứ dễ cháy và dễ sinh ra nhiệt, nhiệt lượng rất là cao. Thì chúng ta sẽ sử dụng những cái này, chúng ta đốt ở bên trong cái buồng đốt này. Mục đích của cái buồng đốt này là nó để cung cấp nhiệt lượng. Thứ hai là cái buồng lạnh ở bên ngoài này, đây, cái buồng lạnh bao xung quanh này, đó chính là cái buồng lạnh để hấp thụ cái nhiệt lượng này và đưa nó ra mé bên ngoài này. Vậy thì cái buồng đốt này sau khi đốt, các bác cũng sẽ nghĩ rằng sau khi đốt nó sẽ sinh ra tàn đúng không? Thì cái tàn ấy nó bay đi đâu? Thì các bác có thể lại gần đây. Sau khi đốt thì cái tàn nó sẽ đi vào đây. Đó. Sau khi đốt thì cái nắp này nó sẽ được nắp như này các bác nhé. Lúc mà chúng ta đốt thì cái nắp này nó sẽ nắp như này, nắp chặt như này. Thì cái tàn nó sẽ đi vào đây. Nó đi vào cái lỗ này. Nó đi vào cái lỗ này và nó đi ra cái lỗ này. Đây, nó thông bên cái này. Cái lỗ này thì chúng ta bắc nó lên trời các bác nhá. Chúng ta cho cái lỗ này để nó thoát lên trên trời, đúng không? Là cái không khí bên trong này, cho không khí ở bên trong cái buồng nóng này là không khí người ta nó chưa giàu oxy lắm, nó có lẫn một số tạp khí. Thế nên là cái này nó sẽ đi lên trời. Vậy thì cái không khí giàu oxy nó ở đâu? Cái không khí giàu oxy nó ở đây cơ. Đây các bác có thể lại gần đây, không khí giàu oxy nó chính là ở chỗ này. Đó. Cái phía này các bác nhá. Đây. Đây là cái cửa đầu vào của không khí giàu oxy. Không khí giàu oxy là không khí mà nó sẽ đi vào, nó theo cái quạt này. Nó sẽ có một chiếc quạt này, nó sẽ thổi không khí giàu oxy vào đây, nó sẽ chạy vòng quanh cái lò này. Đây, nó cứ chạy vòng quanh cái lò, xong rồi nó sẽ hấp thụ cái nhiệt lượng ở bên trong cái buồng đốt ở bên trong sinh ra. Cái dòng khí này là dòng khí sạch 100%, không khí ngoài tự nhiên. Sau khi nó đi vào bên trong cái khoảng không bên trong những cái lò này. Đấy, nó đi vào khoảng không giữa hai cái lớp lò này. Đấy, nó đi vào bên trong này, nó đi ở bên trong này, nó còn hệ thống ruột gà ở bên trong này các bác nhé. Như là tức là nó sẽ đi vào bên trong này, nó hấp thụ cái nhiệt lượng ở đây và nó nóng lên. Nó nóng lên thì nó đi đâu? Nó nóng lên thì nó sẽ bắt đầu nó đi sang bên này. Theo cái nguyên lý là lạnh nó sẽ đi vào dưới đáy và nó nóng lên nó sẽ đi dần lên trên mặt này và nó đi ở đây. Đây xin thưa các bác là nó sẽ đi sang bên này. Tức là nó có cửa này là cửa ở đây, cửa lấy không khí sạch 100% ở đây các bác nhá. Đây, chính xác. Sau khi nó đi vào bên trong cái khoảng không gian giữa cái buồng nóng và buồng lạnh này, nó hấp thụ được rất là nhiều lượng nhiệt thì nó sẽ đi ra đây và nó sẽ thoát ra ở đây. Chính là cái cửa này là cái cửa mà chúng ta lấy không khí sạch ra, chúng ta dẫn vào thẳng vào trong nhà và trong những cái trang trại mà chúng ta nuôi quá nhá. Cái không khí giàu oxy 100% nó sẽ đi vào đây và chúng ta sẽ bắt một cái đường ống dài vào đây và chúng ta cho nó chui vào trong nhà. Cái không khí này là không khí sạch 100%, nó không có lẫn tạp chất hay lẫn một cái loại mùi hay lẫn một cái tàn trong cái quá trình mà chúng ta đốt lò. Đấy, như các bác biết đấy, lò nó đốt ở bên trong này. Đấy,
lò là nó đốt ở bên trong này. Đấy, đây này, chúng ta có thể đốt than, đốt nhớt, cái này nhá, đốt bằng nhớt này, đốt bằng than này, đốt bằng củi và đốt bằng khí biogas. Nó đốt hết ở bên trong này, những cái bụi bẩn hay cái gì đó thì nó đi đường này, nó đi lên trời. Đấy, nó đi đường này là nó đi lên trời, vâng nhá. Còn cái không khí sạch thì nó chỉ nằm ở cái vỏ bên ngoài thôi. Không khí sạch nó nằm hết ở cái khu vực vỏ bên ngoài và nó sẽ đi theo cái đường này để chúng ta dẫn vào bên trong cái khu vực trang trại, khu vực nó sấy, nó sưởi rồi căn phòng của chúng ta là nó đi vào đây. Ok, bây giờ em sẽ nắp điện vào cho các bác xem. Khi chúng ta khởi động nó sẽ như này. Đây. Đấy thôi nha. Chúng ta khởi động nó có một cái quạt này. Quạt này là để cấp oxy ở đây. Đó, đây này, cái quạt này là nó cấp oxy ở bên trong cái nõi này. Đấy, nó cấp oxy ở đây. Sau chúng ta nắp vào thì gió nó đi ra đây. Đây, cái quạt này nó gió nó đi ở đây này. Đấy. Thôi nha. Còn cái quạt này đây này, cái quạt này thì nó sẽ đẩy oxy đi vào bên trong cái buồng lạnh này. Nó sẽ đi vòng quanh đây và nó đi ra đây. Đây, xin thưa các bác, đây, nó đi ra đây. Đây. Đấy. Nó đi ra đây thôi nhá. Đây. Đấy, thấy chưa? Đây này. Gió rất to. Đây là không khí sạch tự nhiên 100% các bác nhá. Không khí này để chúng ta sử dụng cho con người đây này. Đấy, đây này, đây là không khí sạch. Không khí sạch 100% luôn. Nó sẽ đi ra đây. Các bác thấy chưa? Đi rất mạnh luôn. Bay bụi mù luôn. Đấy. Ok, bây giờ em sẽ đốt cho các bác xem nhá. Đó, ok. Đây, khi đốt thì chúng ta sẽ dùng như này. Bây giờ ông Minh sẽ gọi là trưởng bộ phận kỹ thuật sẽ đốt cho các bác xem. Trước khi đốt thì chúng ta sẽ cho giấy ở bên trong này các bác nhá. Đấy. Chúng ta cho giấy ở bên trong này để cho nó cháy. Sau khi giấy nó cháy đều lên thì bắt đầu chúng ta sẽ bật quạt. Các bác có thể lại gần đây, nhìn nó không làm sao cả. Đấy, lại gần đây. Đấy, chúng ta cho giấy ở xung quanh này. Nó này do kỹ sư gọi là Trần Hiếu Minh. Đấy, do ông Minh thiết kế ra. Thiết kế mà nó cháy rồi nó không có khói muội, chứ còn về bản chất là nó cũng có một số anh em thiết kế nhưng mà nó rất là nhiều khói và nhiều muội ấy nhá. Nhưng mà riêng đội bên Hữu và ông kỹ sư Minh đã thiết kế ra loại này không bao giờ khói muội hết. Cháy 100%. Giờ xong rồi chúng ta cháy, chúng ta bật điện. Chúng ta bật điện đấy, nhớ để bên này. Đây, có ở lại gần đây có thấy tia lửa của nó ấy. Tia lửa của nó xanh lét như biểu gan luôn. Xong rồi chúng ta cho một ít nhớt vào. Nhớt này chúng ta nhớt vồi nhé. Tí nữa chúng ta sẽ nắp cái đường nhớt nó ở đây. Đây các bạn, đây cái đường này chúng ta tí nữa chúng ta sẽ nắp nhớt, chúng ta sẽ nắp cái can nhớt ở đây các bác nhé. Đấy, nhưng mà ở đây em sẽ đốt thử cho mọi người xem là ta dùng nhớt là nhớt ta mồi một tí để cho mọi người xem luôn. Và khi nào mọi người đốt trực tiếp thì cái đường nhớt nó đi vào đây và cái đường này nó sẽ là cái đường van điều chỉnh, van điều chỉnh to hoặc nhỏ các bác nhé. Đấy, còn ở đây là bây giờ là đốt một ít thôi để cho các bác xem. Đấy nên là em sẽ không cần phải nắp đường ở đây nữa. Em cho nhớt đây để đốt trực tiếp các bác có thể xem được. Bác tận mắt các bác chứng kiến đó chính là cái lò này kể cả các bác không dùng không khí sạch đi chăng nữa thì nó cháy không hề sinh ra một tí khói nào luôn, đúng không? Cam của em cực kỳ nét và chỗ này cực kỳ sáng. Các bác có thể lửa cháy nó xanh giống như kiểu lửa bếp ga luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Lửa cháy và nhiệt lượng rất là lớn nhá. Ok, xong bây giờ ông Minh giúp cháu là đóng nắp lại. Đấy, sau khi đóng nắp lại thì đây không khí ý là không khí người ạ, không khí ít oxy nó sẽ đi qua đây các bác nhá. Đây. Đây, đây là không khí ít oxy nó sẽ đi qua đây này. Em sẽ đặt cái tờ giấy ở đây để cho các bác xem. Đây chính là cái không khí ít oxy, có khí CO2 thì nó sẽ đi qua đây ở trong buồng đốt ấy, tức là trong buồng nóng nó sẽ đi qua đây các bác nhá. Nó sẽ đi lên trời. Còn đây là cái mà chúng ta quan tâm nhất, nó chính là nó nằm ở đây các bác nhá. Tức là cái không khí sạch cái này. Đấy. Ok chưa? Rất là nóng luôn. Hiện tại ở đây nó rơi vào tầm độ khoảng độ 5-60 độ rồi các bác nhá. Và em sẽ lấy tờ giấy trắng ở đây. Đây, các bác thấy tờ giấy trắng em bịt vào đây để cho các bác xem. Này, nó cháy nó rất là nóng luôn. Nóng kinh khủng luôn các bác. Quá chặt. Ở đây tí nữa là khéo. Đây, các bác có thể quan sát nhé, chỗ này sáng chưa, các bác thấy chưa? Không khí sạch 100% luôn.
nếu mà không khí bẩn thì cái tờ giấy của các bác này nó sẽ bẩn luôn đúng không? Tờ giấy nó còn trắng tinh luôn. Này, các bác thấy cái lượng gió nó ra lớn không? Này. Đấy. Phải nói thực sự rất là nóng mà em bây giờ em sẽ ngồi gần đây để em cảm nhận cái khí nóng nó ra này. Hiện tại là khí nóng của nó cách xa như này rơi vào tầm độ 3 mét các bác nhá. Và khí nóng của nó rất là nóng. Chỉ gần một cái ngoài thôi, riêng một cái này thôi nó có thể cung cấp cho các bác cái sưởi ấm trong vòng tầm độ 100 mét vuông các bác nhá. Thời tiết chúng ta như này đấy. Chúng ta gửi đây và không có một cái chút mùi nào luôn, bởi vì cái khí này là không khí siêu sạch, sạch 100% luôn các bác nhá. Nó giống như kiểu là ánh sáng mặt trời của chúng ta. Chúng ta thoải mái hít thở nó. Đấy, các bác thể lại gần đây các bác quan sát nhá. Em chỉ cho một chút nhớt thôi, chỉ rơi vào tầm độ một chén nhớt thôi. Nhưng mà nó cháy từ bấy giờ, nó cháy rất là lâu cơ. Với một chiếc lò công suất lớn, công suất cung cấp sưởi ấm cho hàng trăm mét vuông như này, nhưng mà một tiếng nó chỉ hết tầm 1 lít nhớt thôi các bác nhá. Đó, cái này nó đốt tầm độ 1 tiếng nó chỉ đốt hết tầm độ 1 lít nhớt thôi, nhưng mà nó có thể cung cấp cho chúng ta cả 100 mét vuông rộng lớn. Giữa thời tiết giá rét tầm độ 6 7 độ nó vẫn kéo lên tầm 30 độ thoải mái mọi người nhé. Đấy, mọi người có thể quan sát chúng ta đốt trực tiếp đây này. Cái này nó rất là hay các bác. Các bác về các bác có thể sử dụng rất là nhiều mục đích, giống như cả các bác là sưởi ấm cho gia cầm này, các bác sưởi ấm cho con người này, các bác dùng để sấy này, sấy hoa quả này, sấy thịt, sấy gà, sấy tất cả mọi thứ các bác nhá, bằng một cái nguồn gió sạch tự nhiên. Đấy, các bác có thể quan sát cái khu vực phía dưới này luôn luôn có hai cái con quạt công suất cực lớn. Cái quạt này là quạt mà đặt ở bên nước ngoài về các bác nhá. Quạt này là quạt con sò, quạt của Hàn Quốc các bác. Đấy, quạt của Hàn Quốc, quạt con sò. Quạt này nó sẽ quạt cho luôn 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 đẩy những cái gió tươi về. Đấy, quạt này là quạt để cung cấp oxy vào trong này để cho cái buồng đốt này nó cháy một cách triệt để, nó không sinh ra khói và không sinh ra bụi. Nó rất là thân thiện với môi trường. Thứ hai, quạt này là quạt luôn luôn đẩy những cái không khí tươi vào bên trong. Đấy, các bác thấy hay này. Đấy. Cả một cái nồi nó nóng như thế này mà các bác sờ vào thành này không vấn đề gì cả, thấy chưa? Đấy, các bác có thể sờ vào thành thoải mái nhá. Đấy, chỗ nào cũng vậy luôn. Đấy, các bác sờ vào thành thì không bao giờ no bằng tay các bác. Nếu mà chúng ta sử dụng những cái lò kia các bác no bằng tay, nhưng đối với những cái này các bác có thể sờ thoải mái luôn, không bao giờ các bác no bằng tay gì hết. Sau khi ấy các bác cứ nắp cái này là xong. Đấy, các bác cứ cho nhiên liệu, đầy nhiên liệu vào xong là các bác nắp này. Đây, cái này các bác lo qua cái đường nhiên liệu này các bác này. Đây, cái đường nhiên liệu này là các bác cứ cho tầm độ một can nhớt và các bác cứ đốt cả ngày các bác nhá. Một can nhớt là tầm 20 lít nên nó cứ đốt cả ngày. Các bác không cần phải sờ tay, sờ chân gì vào làm gì cả. Các bác cứ yên tâm mà sử dụng, nóng ông Minh. Đấy, thế là nó thổi mà tóc ông Minh ngồi xa 3 mét, tóc ông Minh vẫn bay ẩn vật. Đây là sản phẩm này của kỹ sư Trần Hữu Minh, ông Minh đấy ở dày công nghiên cứu ra. Bởi vì là những anh em khác có nghiên cứu ra nhưng mà đốt nó rất là khói, nhưng mà riêng sản phẩm của ông Minh nghiên cứu ra là đốt là không bao giờ bị khói hết. Đấy, các bác có thể xem trực tiếp rồi đấy. Nếu mà các bác nào thích, các bác là có thể là liên hệ để cho anh em có thể cung cấp. Còn các bác nào có điều kiện các bác có thể tự làm một cái về các bác sử dụng, các bác sưởi ấm, các bác sấy, các bác đun nấu mọi thứ, nó có rất là nhiều tác dụng các bác nhá. Cái nhớt thải và dầu ăn thải ở ngoài thị trường thì nó rất là rẻ, nó có vài nghìn đồng một lít thôi các bác. Nhưng cái mà lợi ích mà chúng nó mang lại cho chúng ta thì nó lại cực kỳ lớn. Thứ hai là sẽ không bị ô nhiễm môi trường các bác ạ. Đấy, các bác cứ thấy không, mùa đông lạnh giá này các bác chỉ cần lấy, các bác chỉ cần làm cái lò này. Nếu mà các bác không thích đốt bằng nhớt, các bác có thể đốt bằng than này, các bác đốt bằng củi này, các bác đốt bằng khí biogas này, hoặc các bác đốt rác này, cực kỳ ngon luôn các bác. Cái này nó có rất là nhiều cái tác dụng khác nhau, mang đến nó giúp cho các bác tiết kiệm rất là nhiều tiền đối với các bác sản xuất, đúng không ạ? Rồi thì các bác thấy hay các bác có thể cho em hữu sừng nai. Còn nếu mà các bác nào có nhu cầu, các bác có thể gọi điện đặt hàng thì bên Hiếu có thể làm và gửi cho các bác. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo nhé.